Dạ anh hai, có thể mình chia sẻ thêm một điều như thế này nữa anh hai. Hiện tại bây giờ là trong cái thời buổi này, đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, theo mình phải làm như thế nào mới đúng với cái chân lý của Đức Thầy vậy? Thí dụ bây giờ sau đó, bây giờ nói chung là nó nhiều số đi kiếm thuốc nam, số làm từ thiện, số niệm Phật, như vậy là tóm lại là cái mục tiêu nào chính yếu để mình làm sao cho nó mau quá chung anh? Ý đệ muốn hỏi là mình làm cái nào cho nó được thành đạo giải thoát cho mau vậy đó hả? Dạ. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị đồng đạo, vị cộng đồng bạn kính mến. Thì qua cái câu hỏi của Thành Hậu thì đây là cái câu hỏi về ý. Thì trong cái thời buổi này mình làm như thế nào để cho nó mau thành đạo giải thoát, hay là làm đúng theo giáo lý của Đức Thầy? Bởi vì câu hỏi này được đặt ra thì thấy rằng đó, theo cái gợi ý của Thành Hậu thì hiện nay đồng đạo mình coi như làm đa dạng, rất là đa dạng, rất là nhiều việc, mà không biết cái việc nào để nó đi đến chỗ cái mục đích giải thoát. Thì thưa tất cả quý vị, thì theo tôi cũng thấy vậy. Bởi vì cái đây là cái tâm nguyện của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người thích làm việc này, người thích làm việc khác. Thì tất cả những cái việc, thí dụ giờ làm việc từ thiện, thì giờ người thích làm cầu đường, người thì thích cất nhà, người thích làm thuốc nam, người thì thích giúp cơm gạo cho người ta, vân vân. Thì nói chung là do cái tâm nguyện và cái sở thích của người đó. Thì nói chung là bất cứ cái việc từ thiện nào, cái việc phước nào cũng vậy, thì nó cũng nằm trong cái lời chỉ dạy của Thầy mà Ngài có trả lời với nhà báo Hùng Nguyên vào năm 1946 đó. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả, thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Như thế chúng ta mới thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Thì vậy thì trong cái quá trình mà tu tập hành đạo của mình đó, thì nói chung là những cái trợ hạnh hỗ trợ cho trên bước đường tu tập chúng ta, thì cái việc từ thiện là nó rất là, nó cũng là một điểm chính yếu để cho chúng ta phải gắn bó với nó làm việc từ thiện. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ chấp chặt vào trong cái việc làm phước, làm việc từ thiện mà chúng ta không chịu lo tu tập đó, tức là hành đạo giải thoát, thì cái đó chúng ta cũng hưởng được cái phước hữu lậu, phước nhân thiên thôi. Cái điểm chính yếu của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà chúng ta tu một gốt gáo cho nó giải thoát thì không có gì khác hơn đó, ngoài cái việc ăn chay cúng lại, báo hiếu cha mẹ, làm việc từ thiện, nói chung là tất cả các hạnh lành, thì cái hạnh chính của nó đó là chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh. Chúng ta phải niệm Phật cầu vãng sanh, bởi vì cái niệm Phật cầu vãng sanh đây là cái pháp môn tịnh độ mà Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Cho nên mình đọc lại trong năm cái quyển giảng sấm giảng Thầy, từ quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư, quyển năm, quyển nào Đức Thầy cũng cân nhắc người tín đồ giáo Hảo phải niệm Phật. Đặc biệt là trong quyển năm là nói về pháp môn tịnh độ rất là nhiều. Lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đẳng dắt diệu bất tất cả chúng sanh, nếu nhai có chí lầm lành chuyên niệm Phật cầu sinh Phật quốc. Phật giả môn tịnh độ là phương cứu cánh, gắn phụng hành trở phù hồi xưa, vân vân. Cho nên vì vậy đó thì cái người tu của người tín đồ Phật giáo Hảo chúng ta muốn đi đến con đường giải thoát thì không gì khác hơn là chúng ta phải ăn chay giữ giới và niệm Phật. Đó là cái phương pháp chính yếu, cái cách tu chúng ta, cái phương pháp tu của chúng ta đó là cái chủ yếu để chúng ta đi đến chỗ giải thoát. Tuy nhiên thì niệm Phật thì nó rất nhiều, rất đa dạng người niệm, nói chung là nó trở thành một cái tông yếu và phổ thông mà hầu như ai cũng biết niệm Phật. Hầu như ai cũng biết niệm Phật thì nó không phải vậy, nhưng mà có cái là nói chung là người ở xứ đạo thì nghe tới danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì người ta đều biết, nhưng mà có người niệm và có người không thích niệm. Tuy nhiên mà niệm Phật mà để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái điều chân chính, là cái đạt mục đích yêu cầu của cái tâm nguyện người đó, thì đương nhiên là cái người niệm Phật phải có tín nguyện hạnh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Vậy thì giờ cái câu hỏi mà của Thành Hậu đưa ra chỉ có cách là đại khái là hiện nay thì coi như là người tín đồ giáo Hảo mình tu như thế nào chân chính đúng theo tôn chỉ giáo lý Thầy, và mục đích của nó như thế nào được mau chóng giải thoát, thì không có gì khác hơn
là đối với người tín đồ giáo hội chúng ta gắng cố gắng ăn chay trường ha. Ăn chay 4 bữa lâu quá rồi, giờ mình lăn lâu quá rồi, giờ phải gắng cố gắng chay trường. Bởi vì ăn chay trường là để chi? Là một là ta tránh được cái lực nhân quả ha, gieo cái nhân ác đối với tất cả các sinh vật. Thứ hai nữa là ta nuôi dưỡng lòng từ bi, tăng trưởng cái lòng từ bi của mình ha. Bởi vì nghĩa là thứ ba nữa, chúng ta thấy rằng tất cả các loài sinh vật nó đều có bản năng sinh tồn của nó hết. Cho nên vì vậy mà cái người ăn chay trường á là nó tránh được cái nghiệp sát của mình, cho nên nó đỡ mang cái nghiệp sát ở trên thế gian, nó nhẹ được cái nghiệp của chúng ta ha. Nhưng mà chay trường thì nếu mà chỉ đặt dạng chay trường không mà không có cái hạnh tu giải thoát hay không có niệm Phật không đủ, cũng chưa đủ đó, mà cần bên cạnh đó cần phải ăn chay trường, cần phải có niệm Phật. Bây giờ có người chỉ chấp vào cúng lại không cũng cho đủ, cũng chưa đủ luôn đó. Mà cúng lại đó là để nghĩa là chúng ta nguyện cầu và về ý chúng ta chỉ đền đáp tứ đại trọng ân. Cái đó là ý thôi, cái lý thôi, chứ không phải là bị cầu nguyện là đền đáp tứ đại trọng ân. Bởi vì nghĩa là trong khi chúng ta nguyện là Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng, thì cái đó là chúng ta đền được cái ân nghĩa là đồng bào nhân loại. Rồi nghĩa là cái thứ nhì đó, cái ơn tổ tiên cha mẹ với ân tổ tiên cha mẹ với ân tức là câu nguyện thứ nhì đó là ta cầu nguyện cho củ quyền thất tổ mình tịnh độ siêu sanh. Và thứ ba nữa đó là phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, thì hai cái ân này ta đền đáp được là ân tổ tiên cha mẹ. Rồi cái thứ tư nữa, cái tư nữa là bá tánh dẫn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, là ta đền được ân đồng bào của mình, cái ân đất nước chứ, ân đất nước và đồng bào ân đất nước. Rồi cái thứ năm nữa là ta đền được cái ân tam bảo, ân tam bảo tức là tu và cầu cho mình được giải thoát, đền được tam bảo. Cho nên về lý thì trong cái cúng lại nó cũng đền đáp được tứ đại ân, và giả lại cũng nguyện sám hối ăn năn lỗi lầm của mình trong hiện tại hoặc giảng gì của trước. Cho nên cái cúng lại cũng đều rất là tốt. Nhưng mà thầy cho biết đó chỉ là cái phụ thuộc đó, để nhắc nhở cho mình cho bước được tu hành thôi, chứ thật sự ra người tu chúng ta cần phải giữ giới cho chín chắn đó. Giữ 8 điều răn cấm cho chín chắn. Ngoài ra nếu mà những cái giới đạo Phật mà dạy mà để cho người chúng ta rèn được cái đức hạnh mình tốt, thì những cái giới đó cần thiết chúng ta cũng cần phải giữ đó. Cho nên vì vậy thì giờ ăn chay giữ giới đó, rồi cúng lại, làm tất cả các việc từ thiện nào mình thấy có ích lợi cho chúng sanh ta làm, ta không có thiên chấp vào cái từ thiện nào hết, cái nào mà làm được theo khả năng của mình mà thấy nó được ích lợi chúng ta đều làm. Rồi ngoài ra báo hiếu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, sống tốt đó anh em, rồi nhẫn nhịn vân vân, thì tất cả đó là những cái phương pháp tu đó, những pháp tu đó chúng ta cần phải gắng cố gắng đâu phải tu tập. Và đặc biệt có điều nữa là ta đừng nên bao giờ tạo trong 10 điều ác, trong 10 điều ác. Bởi vì dầu cho bên đây là niệm Phật để nhẹ nhàng được giảng sanh, mà bên kia mà ta tạo lỡ dướng vô trong một trong những điều ác đó thì nó nặng, thì ta khó thể mà đi lên được. Cho nên vì vậy đó, thầy dạy được chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật ha. Thành ra vì vậy bây giờ nghĩa là đền đáp tứ đại trọng ân, tránh tam nghiệp, chừa thập ác, ăn chay, bố thí, cúng lại ha, rồi báo hiếu với cha mẹ, giữ giới, thì tất cả các cái hạnh lành đó đều dung bồi cho cái chánh hạnh niệm Phật chúng ta cầu vãng sanh Tây Phương Lạc. Bên cạnh đó thì cần phải có tín nguyện hạnh ha. Thì như vậy thì giờ cái lời phiên của tôi đó, thì ở đây không phải là mình đang hành mà mình phiên, mà nói chung là muốn ai cũng vậy. Tôi thật ra là nói thì cái pháp môn niệm Phật thì tôi rất là thích đó. Ngoài vấn đề đi thuyết giảng ra, đi làm những gì từ thiện cũng vẫn làm, điển hình như mình cũng vẫn làm nhân tình thương này, hay những từ thiện khác cũng vậy, thì đó là cũng vẫn làm. Nhưng mà luôn luôn lúc nào tôi cũng sống cho chính bản thân của mình đó, ngoài vấn đề mà giúp đỡ bà con đồng bào xã hội làm việc từ thiện, nhưng mà sống cho đúng với chính bản thân của mình để cầu giải thoát sanh tử, thì cái chánh hạnh niệm Phật thì coi như là tôi và tất cả chúng vị đồng đạo cũng ráng cố gắng để chúng ta thực hiện thực hành theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Thì thôi bây giờ qua cái câu hỏi của Thành Hậu đó, thì trả lời cách đại khái tu như thế nào mà cho nó mau và đúng theo cái chân lý của Đức Thầy. Thì chân lý Thầy dạy thì nó rất là nhiều, nhưng mà tóm gọn lại trong bước đường tu của mình đó, thì xin tóm lại một lần nữa, không có gì khác hơn là chúng ta ăn chay Thầy cũng có dạy chúng ta rồi, cúng lại Thầy cũng có dạy rõ ràng rồi, giữ giới, rồi niệm Phật, rồi nhẫn nhịn, rồi báo hiếu ông bà cha mẹ,
biết nghĩa là sống tốt đối với tất cả mọi người, nhân dân nhân dân, thì tất cả các hạnh lành đều dung bồi cho các pháp môn tịnh độ, và cái chánh hạnh là niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì đó là cái điều chủ yếu mà chúng ta thực hiện theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì phần trình bày ngắn gọn tới đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, như vậy là cả mọi công việc làm đó là bằng trợ hạnh thôi. Đúng rồi, trợ hạnh. Nhưng mà mình phải đặc biệt cái gốc là phải niệm Phật. Niệm Phật, đúng rồi. Nhưng mà nếu không có làm những việc thiện đó, mình niệm Phật nó có đạt được kết quả không? Ông trên núi này kia nọ ta niệm Phật suốt gì đó. Thật ra mà nói đó thì nếu như cái người mà không có đi làm từ thiện, làm việc phước thiện, mà họ chỉ chuyên sâu về niệm Phật, tức là chuyên niệm Phật thôi, không làm chuyện gì khác nữa hết. Thì nếu mà họ chuyên ta sâu về niệm Phật, mà nếu mà họ niệm Phật mà đạt đến cái chỗ mà tâm thanh tịnh, thí dụ nhất tâm bất loạn, hay là bản lai thanh tịnh này kia nọ, thì cái điều đó họ cũng rất là hay rồi, cơ họ cũng được giải thoát. Nhưng mà có cái là họ kém cái đề mà gieo duyên đối với quần chúng. Cho nên cái người đó ví dụ tu cho cá nhân bản thân của mình rồi được giải thoát, thì sau này mà muốn độ quần chúng này kia nọ, muốn độ chúng sanh này kia nọ, thì xét lại mình không có duyên với người ta. Cho nên đi làm từ thiện như thế là cái duyên của đệ rộng lắm đó. Cái duyên đệ rộng. Mà bên cạnh đó mà đệ tu huệ nữa, bây giờ đệ đang tu phước, rồi đệ tu huệ cái nữa đó, phước huệ trong tu, thì sau này khi mà đệ thành đạo đó, thì đệ thấy là nhân duyên mình trợ duyên người ta nè, mình cho người ta bao gạo rồi bao nhiêu ký gạo, rồi tiếp xúc người ta, thì nói chung là nhân duyên rất là rộng, thì sau này mình đổ ta được. Cho nên vì vậy thì những người mà ta tu ở non, ở núi, hay là ta chánh cảnh này kia nọ, mà nếu ta tu tốt thì mình cũng nên tôn trọng người ta, chứ không dám kỳ thị. Nhưng mà nếu mà vì cái hoàn cảnh lý do, hay là trốn sâu lậu thế, hay là ở đó mà chỉ là ăn ngủ được chứ nào không tu, thì chuyện đó thì miễn bàn. Còn nếu mà làm mình vừa tu huệ mà vừa làm phước nữa thì quá ngon rồi, phước huệ xong tu. Rồi nếu hiện giờ như mấy cô đó đừng rửa chén gì đi, tại vì thường thường làm thì nó sẽ quên niệm Phật. Đang rửa chén để giúp cho người ta mà lỡ mình chết ngang vậy rồi được đi về đâu theo cái lúc mà đang rửa chén mà mấy cô này mà cái tâm hướng thiện á, cái tâm hướng thiện á thì sẽ đi về cảnh giới lành. Nhưng mà cái tâm ác á, thí dụ trong lúc đó mà cái tâm ác á thì nó sẽ đi vào trong cõi ác. Bởi vì có một lần nọ có vị tỳ kheo này đang đi khất thực, thì lúc bây giờ có một người Bà La Môn mới hỏi vị tỳ kheo đó: thưa tôn giả, thì có phải là cái người làm lành khi chết họ được về cảnh giới an lành, tức là về cõi tiên, rồi họ làm ác thì về địa ngục phải không? Thì cái vị tỳ kheo này trả lời đó là đúng vậy. Nhưng mà khao khi trả lời xong rồi, vị tỳ kheo này làm như thấy còn nghi, mình trả lời gì không biết cái chính xác không, cho nên mới đem cái chuyện này trình với Đức Phật. Nó bạch Thế Tôn, thì có người hỏi con trả lời vậy đó, thì Đức Phật thấy con trả lời vậy có đúng hay không, con thấy con còn nghi ngại quá. Đức Phật nói vậy, Đức Phật nói là ông nói vậy là quan cho Như Lai rồi. Bởi vì nói là Đức Phật nói là hãy là làm thiện sanh thiên, và làm ác thì xuống địa ngục. Nói gì quan Như Lai rồi, Đức Phật mới nói như vậy, phân tích như vậy. Đức Phật nói đó, nếu cái người đó suốt đời làm lành, nhưng mà trong lúc lâm chung đó họ nghĩ cái điều ác, thì lúc bây giờ nghĩa là họ sẽ đi vào trong cảnh giới ác. Ví dụ tâm sân nó khởi lên, thì tâm sân nó khởi lên thì họ sẽ đi vào trong cái cảnh giới đau khổ, ví dụ ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh này đó. Nhưng mà cái hạt giống lành không mất, nó vẫn còn đó, nhưng mà phải bị đọa làm cái gì đó trong tam đồ ác đạo đó đi, rồi cái hạt giống lành đó sau này hưởng sao. Rồi nghĩa là nếu cái người đó suốt đời họ làm ác, nhưng mà lúc bây giờ khi mà đến lúc lâm chung đó họ nghĩ thiện, hay là họ biết niệm Phật, thì họ cũng được về cái cảnh giới an lành vậy. Cũng như cái câu chuyện mà ông Trương Thiện Hòa bên Trung Hoa mà ông làm ác không đó, hằng heo đó, nhưng mà khi lúc lâm chung ông nhờ bậc thiện tri thức khuyên, ông làm nhớ tưởng tới Phật rồi niệm Phật như nọ, cuối cùng được giảng sanh lạc. Nhưng mà cái ác này đó thì từ từ rồi sau này, thí dụ như có thể ông trả sao, có nghĩa là cái người đó có thể là nếu mà sau này giảng sanh Tây Phương Lạc hay về cảnh giới tiên rồi đó, khi nào hết phước đó hoặc giả về Cực Lạc, họ có phát nguyện trở lại để độ sanh thì họ cũng phải trả quả đó, phải trả quả. Còn cõi tiên hưởng hết phước thì trở lại cũng phải trả quả đó, chứ nó không mất, nhân quả không bao giờ mất. Đó gọi là cái bí ẩn của nhân quả. Cho nên vì vậy thì giờ đó, thì nói trở lại đó, nếu mà cái người mà làm thiện hay làm ác, nó quan trọng nhất là cái lúc lâm chung, nhất là lâm chung.
À, cho nên đệ cũng thường nghe câu chuyện mà ông sư mà đến lúc lâm chung mà ông nổi sân lên bị gì đệ tử nó cho ông ăn cháo gà đó, thấy không? Ông nổi sân lên cái thì thành gì đâu có thành Phật gì đâu mà thành ma thành quỷ. Cho nên đêm đêm ông hiện về, đêm đêm mà ở trong chùa đó ta nghe là có tiếng gió ào 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 tới, nghe tiếng gió lạnh người luôn, bắt đầu là khóc khóc và cười rồi mới nói lên hai câu là lâm bệnh họa tại sàn ẩm thực giả cái tháng. Cho nên làm biết rồi mấy ông sư trong chùa đó sợ chứ bỏ chùa đi chứ, thành ra chùa vắng tanh luôn. Rồi lúc bây giờ có vị du tăng này đến mới thổi qua ngủ nhờ qua đêm ở tại chùa đó, thì ai ở sớm người ta nói chùa đó gì có ma quỷ tao không dám mở đâu, ông làm gan lỡ đó ông mở thì hỏi ra chuyện sao thì ta kể lại chuyện vậy đó, đêm đêm rồi có tiếng ma quỷ khóc vậy đó. Rồi ông biết rồi là do ông sư này ông còn quốc đức, thành ra rất là thiệt. Khi nửa đêm ổng cũng nghe cái tiếng gió là ào ào tới, rồi cũng nghe tiếng khóc, rồi nghe tiếng cười, rồi cũng ngâm lên hai câu là lâm bệnh họa tại sàn ẩm thực giả cái tháng. Thì ông sư này ổng khai thị cho ổng nói là tam nghiệp hàng thanh tịnh, động Phật giả tái phán. Rồi thì là cũng ông sư kia thì coi như lúc bây giờ ổng hiểu được câu này, nó tháo gỡ được cái khúc mắc mà ổng, thì lúc bây giờ là coi như là từ đó sau ta không còn nghe cái tiếng than của ma quỷ đó nữa. Thì rõ ràng thì cho nên đó, suốt đời ông tu nhưng mà lúc lâm chung chỉ nổi sân thôi, thì cái quả báo nó vậy đó. Thành ra đây không thể nào khẳng định là cái người đó làm lành rồi khi chết là họ phải được về cảnh giới lành, mà làm ác khi chết họ về cảnh ác, mà do cái theo lời Đức Phật nói là quan trọng nhất là cái lúc lâm chung đó, phút cuối cùng, phút cuối cùng đó. Cho nên là phút lâm chung nó rất là quan trọng. Còn nếu mà mình tu đúng theo lời thầy dạy thì thầy dạy mình đến lâm chung quả lành đâu mất, đổi Tây Phương chư Phật để chờ, phải không? Niệm Phật ăn cao có thứ làm lành tốt đi thì đến lâm chung quả lành đó coi như sẽ rước mình thôi, mình sẽ được về cảnh giới an lành. Thì nào ngay mình tâm sự rồi nói chính bản thân tôi vậy, nếu lúc nào mà tôi ở không nhiều á thì tôi niệm Phật thấy nó làm như nó an lạc lắm. Nhưng mà nếu mà nói mà vừa làm vừa niệm Phật thì sao tôi làm nó chưa được. thua thiệt, vừa làm vừa niệm Phật là không được. Là mình phải có cái thời gian, thành Đức Thầy nói là hãy cần chuyên niệm Phật. Đúng rồi. Phải làm lành. Cái người mà vừa làm vừa niệm Phật được là khi nào mà người đó đạt tới cái chỗ mà bất niệm vô niệm đó, vô niệm tự niệm đó, vô niệm tự niệm đó, thì cái đạt đó, được cái bậc đó là hay à. Bởi vì cái niệm Phật của mình đó trong giai đoạn đầu á gọi là tín tâm niệm Phật, nhờ có tin tưởng Phật cho nên mình niệm Phật. Cái giai đoạn thứ hai đó mặc dù có niệm Phật rồi nhưng mà vẫn còn bị vọng niệm, vì trong tâm niệm chúng sanh niệm niệm mới làm chấm dứt đấy, niệm Phật chứ vẫn còn vọng niệm. Nhưng mà nhờ cái người này chuyên trì niệm Phật á, họ niệm hoài thì từ từ vọng niệm nó sẽ lắng dịu xuống bớt. Lúc bây giờ cái người này coi như là nó đạt đến giai đoạn thứ ba là bất niệm tự niệm á, hay là vô niệm tự niệm, tức là họ không cần phải dụng công và tác ý. Dụng công là phải ngồi hay là phải tưởng nhớ tới, tác ý là phải tưởng nhớ, dụng công là phải ngồi công phu. Mà cái người này là vô niệm tự niệm. Vô niệm niệm có nghĩa bất cứ họ làm cái việc gì nhưng mà trong tâm họ vẫn khởi lên tiếng niệm Phật. Nhưng mà cái đó nó cũng chưa có đạt cao nữa, bởi vì có một lần tôi coi ở trên cái trang cái đề tài mà ông Pháp Sư Tịnh Không mà ông trả lời với một ký giả đó, thì hỏi chứ Pháp Sư Tịnh Không chứ vô niệm tự niệm là đi đến chỗ là đến đỉnh cao chưa, tức là đạt được nghĩa là cái kết quả chưa? Thì ông Tịnh Không cũng trả lời là cũng chưa, mặc dù tốt thiệt nhưng mà chưa đạt đến đỉnh. Thì ông trả lời ngắn gọn như thôi, mà muốn đạt tới đỉnh đó thì qua cái giai đoạn mà vô niệm tự niệm ta tiến tới nữa là nhất tâm bất loạn. Mà muốn đi xa hơn nhất tâm bất loạn thì đạt đến chỗ một mở thầy cho biết là còn niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó được tịnh, đó là đi tới cái chỗ là tốt cùng của sự niệm Phật. Tốt cùng cho niệm Phật đó là niệm, lúc đó là coi như là mỗi niệm niệm là thấy tánh, niệm niệm là thấy tánh, giống như Pháp Bửu Đằng Kinh là coi như là niệm niệm thấy tánh đó. Pháp Bửu Đằng Kinh thì nghĩa là vô niệm niệm mới tánh, không niệm niệm mới chánh, mà có niệm niệm thành tà. Bởi vì không niệm của Đức Lục Tổ đó, bởi vì cái bên của Đức Lục Tổ Huệ Năng đó thì ngài lấy là vô niệm làm tâm, mà vô tướng đó, thì làm thể, mà vô trụ làm gốc. Thành ra vô niệm làm tâm, mà vô niệm ở đây là không phải không niệm gì, mà mỗi niệm đều trở lại cái bản tánh chân như của mình theo lời Đức Lục Tổ vậy ai. Mỗi niệm trở lại bản tánh chân như. Rồi vô tướng mà làm thể đó, tức là đối với tất cả các tướng
lành dữ, thù ghét, thương ghét, nhớ gì kia nọ, là nói chung là không phân biệt, nó không phân biệt, không vướng vào phiền não. Còn vô chủ và làm gốc á, thì nghĩa là cái tâm không chủ vào đâu, sắc thinh hương vị xuất phát được kia nọ, không chủ vào đâu hết. Cho nên vì vậy mà ngài lấy là vô niệm làm tâm. Vậy thì vô niệm của ngài đó, chỉ vô là không, mà chữ không đây là không chấp mắt, không nhân ngã, không phân biệt gì hết. Mà niệm á, là niệm ở đây có nghĩa là mỗi niệm tưởng của mình khởi lên đều thấy cái bản tánh bản lai của mình. Cho nên ví dụ mình niệm Phật, mình niệm Nam Mô Di Phật, mà tất cả cái niệm này mặc dù mình mượn cái hình thức, cái câu văn của Phật là Nam Mô Di Đà Phật, lục tự, mình mượn cái lục tiểu lục tự đó niệm Nam Mô Phật, mà mỗi niệm đó là do tánh mình khởi lên niệm, do tánh khởi lên niệm, chứ không phải là miệng niệm, không phải là dụng công tác ý gì hết, mà cái đó là do tánh khởi. Bởi vì đó là nếu mà luận về cái Phật tánh thì Phật tánh của mình với Phật tánh của tánh Phật của A Di Đà thì bằng nhau đâu khác, là bình đẳng nhất như mà đâu khác. Cho nên vì vậy lúc bây giờ thì giờ ở đây thầy dạy là niệm bản lai thanh tịnh của Đức Phật, cho lòng mình nương theo đó được thanh tịnh. Thì Đức Phật là ngài đã đạt được cái bản lai thanh tịnh, cho nên ngài thành Phật, mà Phật là toàn giác. Thì mình ở đây là tại vì mình còn mê, cho nên lúc bây giờ nghĩa là mình mỗi tiếng niệm Phật của mình mượn cái câu hồng danh lục tự này mà Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, lúc đầu thì còn vọng niệm, mà từ từ đến đến sẽ chỗ nhất tâm, mà nhất tâm vậy chứ mặc dù nhất tâm nhưng mà nó còn trụ vào cái chỗ là thấy mình niệm Phật, cái thấy cũng không được luôn, thấy mình còn đang ngồi niệm, thấy mình đang đi đứng nằm ngồi niệm, thấy ông Phật Di Đà mình đang niệm. Cho nên bây giờ phải đạt đến cao nữa là lìa năng niệm và sở niệm. Năng niệm là thấy mình niệm, mà sở niệm là thấy ông Phật Di Đà đang niệm. Cho nên bên nhà thiền ta nói là đầu xào trăm bước đứng vững chân, ti ngộ nhưng chưa hiểu lý chân, đầu xào trăm bước thêm một bước, mười phương thế giới ngộ toàn chân. Tức là đừng có để cái giò đứng trên đầu xào nữa, còn hồi nãy là nhất tâm, mặc dù nhất tâm thiệt không còn vọng niệm nữa, nhưng mà còn thấy mình niệm, thấy Phật Di Đà mình đang niệm. Giống như cái bà đó mà bà đuổi ông sư, đốt cái tóc đó, bị ông sư ông bà kêu ông sư đó, bà kêu đứa tôi tới đứa con ra ngoài con đem cơm cho sư ăn, rồi nghĩa là con ôm chầm lấy thử ông sư không nói gì. Thì thiệt cô gái này sau khi đợi ông sư ăn cơm xong rồi là cổ mới ôm chầm ông sư, hỏi nghĩa là sư có cảm giác gì không, thì ông nói là khô mọc ỷ hầm nham, tâm đâm vô nẫn thiết, ta bây giờ giống như là cái cây khô mà nằm trên gạt đá giữa mùa đông, đâu có cảm giác gì đâu, ý đâu cảm giác đâu. Vậy đó mà cái cô gái này vô học với bà già vậy đó, bà nói uổng công 20 năm nay ta nuôi kẻ phàm phu tục tử, mà tu tới mình mà tu mà tới đặt cỡ đó trong thời buổi nào tu ở đó là không phải dễ mà nghĩa là bà nói bà tu bà nuôi kẻ phàm phu tục tử rồi đủ sư đốt tóc đi, đốt tóc luôn. Thành ra vậy ý nói rằng nghĩa là tâm ổng không nhiễm đó, ổng không nhiễm nhưng mà ổng còn thấy mình không nhiễm, ngặt cái chỗ đó đó, đi đến chỗ mà pháp mà tối thượng thừa thiền rồi đó là còn thấy mình đang không nhiễm, còn thấy mình đang tịnh, mà hãy thấy mình đang tịnh thì đương nhiên nó còn động. Cho nên trong cái tịnh với cái động nó kế nhau thôi. Cho nên như vậy giống như cái lưu nước mà lúc bây giờ mình đã lắng trong rồi, mình lấy phèn mới đầu múc lên nước đục phải không, nhưng mà lóng phèn thấy nó trong rồi, nhưng mà ngặt trong lúc đó là cái lắng ở dưới nó còn cặn ở dưới, hễ ai mà thọc tay mà quậy lên thì cặn nó nổi lên liền. Cho nên khi nào mà cái nước trong đó mà lóc lại nó đen qua đổ đây trong thì dầu cho ai có quậy gì quậy nước trong vẫn là trong. Cho nên lúc bây giờ nước trong này là chỉ cho là các bậc, coi như là các bậc mà đã chứng quả được là gọi là vô nhiễm rồi đó, hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm rồi đó. Còn mình ở đây nó giống như là mình tu mình nói lóng xuống thôi, hoặc giả giống như cây cỏ mà lấy đá đè đó rồi nó là lăn cục đá ra thì nó mọc lên nữa, bị rễ nó còn dưới kìa, cũ nó còn dưới cổ cứu đó, mình đè mà đá nó đè lên thời gian nó thấy chết không, nhưng mà lật ra rồi thì bữa nó đâm chồi lên nữa. Thì đương nhiên cái tu của mình đó, nó giờ tu lúc này tịnh là thanh tịnh này kia nọ, nó tạm trong giai đoạn đó thôi, nó tạm trong giai đoạn là thanh tịnh đó thôi, chứ sự thật ra đó thì trong thời kỳ này mà nói mà tâm mà hoàn toàn thanh tịnh, dứt sạch hết tất cả cái nhiễm trên thế gian này chắc khó ai được. Cho nên bây giờ yêu cầu mình tu tịnh độ, niệm Phật trì danh Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật rồi lúc nào cũng tính nguyện hạnh đầy đủ kia nữa, thì lúc đó là coi như là đến lâm chung nhờ Đức Phật Cây Đà rước dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ giờ chứng đạo tại thế này kia nọ thì không biết sao hết đó. Như năm đất pháp thì mình không hiểu nghe. Chỉ nghe thôi. Nghe thôi chứ không hiểu.
nếu mà nói đắc pháp là cái pháp đó là do mình tự tu chứng, rồi cái pháp đó là do cái sự sở chứng sở đắc của mình nói ra, còn dựa vào văn tự thì không nào thể nào nói đắc pháp được. Như Đức Lục Tổ đó là đắc pháp đó, cái pháp của Lục Tổ nói đâu có dựa vào kinh văn nào đâu, mà ngài nói do sở chứng của ngài không, thì đó gọi là đắc pháp đó. Thì nếu mà ai mà chứng được rồi đó thì đi đến chỗ đắc pháp thì ở bậc đó là đáng tôn kính. Thế gian này mà được vị thời buổi hạ quan pháp được vị đáng tôn kính. Thôi giờ cái cuộc trao đổi mình tới đây nhiêu cũng đủ rồi ha. Thưa quý vị, vừa qua anh hai trình bày rất là đặc biệt. Như thành hậu tâm đắc nhất là về vấn đề hiện tại Đức Thầy cho biết là làm hết các việc từ thiện. Nhưng cái điều quan trọng, trọng tâm mình lưu ý rằng là làm thiện không phải về cõi thiên. Nhưng mà trong lúc làm thiện làm sao cái tâm mình phải giữ thiện. Chứ đang lúc làm thiện mà cái tâm mình mà không thiện, lỡ bất tử mà nó chết là mình sẽ theo cái tâm để đi. Cho nên vừa làm thiện mà phải cái tâm phải có hướng thiện. Đúng rồi. Dạ. Rồi vậy thì thay lời cho bà con một lần nữa xin. Dạ, như vậy thì vừa qua cái như anh hai anh trình bày rất là thành hậu tâm đắc, nhất là về vấn đề đó. Tức nghĩa hiện nay có một số cô bác bà con mình tưởng rằng mình đi làm thiện là mình ngon, tưởng mình làm thiện vậy là mình khỏi tu, nhiều khi khỏi khúc khỏi niệm Phật luôn. Quan niệm cái đó là cái quan niệm hầu như là mình chưa có nghiên cứu kỹ. Thì hôm nay sẵn anh hai ở đây đó, vừa qua anh cởi mở được cái vấn đề đó. Cho nên cô bác bà con quan trọng nhất là vừa làm lành làm thiện nhưng mà phải cố gắng niệm Phật mới được giảng sanh Tây Phương. Còn nếu mình làm thiện thì lỡ mình có lúc lâm chung mà mình có tâm hưởng thiện nữa thì chúng ta chỉ được về cõi thiên thôi, phải không này? Chứ chưa được giải thoát sanh tử. Chỉ có niệm Phật là chúng ta mới được giải thoát sanh tử, chúng ta mới ra khỏi được cái lục đạo luân hồi này. Một lần nữa thay lời cho cô bác bà con xin chân thành cảm ơn anh hai rất nhiều đã chia sẻ về cái chân lý rất đặc biệt, hầu như là thành hậu trải qua suốt một thời gian qua, hôm nay đến đây để mới được cởi mở được về vấn đề này. Cũng nhiều khi mình hiểu chung chung thôi, mình hiểu là đi làm lành thì mình sẽ sau khi lâm chung mạng chung thì mình được về cảnh giới lành, nhưng mà cái điều trọng tâm anh hai nói là quan trọng nhất trong lúc lâm chung cuối cùng tâm mình để đâu, giống như cái cây mà ngã về hướng nào thì trong lúc đó là lúc lâm chung mình sẽ về đó. Thì thưa quý vị, thành hậu mong rằng bà con cố gắng vừa làm lành vừa làm công tác từ thiện xã hội, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta nên cố gắng niệm Phật để làm sao vừa lâm chung. Tại cuộc sống mình ai mà biết đặng ngày nay ngày mai, mà ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu, nhiều khi ngồi nói chuyện đây tại số vô thường, mình nhiều khi đến thì bị tai biến hay hoặc là bị nhồi máu cơ tim, sốt huyết não hay là vân vân gì đó, là chúng ta chết bát đắc kỳ tử, mà nếu không có niệm Phật thì không được giải thoát. Tóm là như vậy, thì mong rằng cô bác bà con cùng với thành hậu đây cũng vậy, phải cố gắng như anh hai nói, mình vừa làm lành làm thiện để gieo duyên thôi, sau này mình nhiều kiếp hoặc là kiếp này mình có được giảng sanh Tây Phương học đạo cho hoàn toàn, trở lại cúng dứt chúng sanh là nhờ mình có gieo duyên đông, thì hôm nay mình xuống đây mình độ được đông người hả anh hai? Đúng rồi. Dạ, chứ nó cũng không phải là làm lành là thành Phật nha quý vị, nên lưu ý vấn đề này. Phương pháp cũng chắc được. Dạ, nó không có rốt ráo, không có thành Phật được. Thành Phật, thành tiên, thành Phật là nó khác. Dạ, vậy là chúng ta nên niệm Phật để cầu dẫn sanh Tây Phương, để làm từ thiện, để là gieo duyên, để cùng sau này chúng ta xuống độ họ dễ dàng hơn. Cũng như Đức Thầy chúng ta nó duyên lành rõ được cùng duyên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, hay hoặc là Đức Thầy nó là đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Thì chúng ta hôm nay tu theo giáo lý Đức Thầy là nhờ nhân duyên, là chúng ta đã có trợ duyên cho Đức Thầy trong nhiều kiếp, mình cũng giúp Đức Thầy một buổi ăn hay hoặc là một cái chiếc áo vân vân, để hôm nay Đức Thầy xuống để độ chúng ta. Và mong rằng cô bác bà con nên hiểu rõ về vấn đề này, chúng ta nên cố gắng thực hành theo. Và thành hậu xin cầu chúc cho cô bác chúng ta luôn luôn được bình yên và cố gắng niệm Phật để cầu dẫn sanh Tây Phương, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công Phật rất yên lành. Và Nam Mô A Di Đà Phật.